Hello, xin chào các bạn. Mình đã đến chương trình của mình là Bảo Khang đây. Hôm nay mình sẽ chỉ các bạn làm solar system nha các bạn. Đầu tiên, mình phải vẽ cái nền màu đen trước để mình làm cái bầu trời màu đen nè. Thấy chưa các bạn? Rồi, đầu tiên mình phải lấy cái bút vẽ màu vàng đây. Cái này chỉnh này nè, màu vàng đây, màu vàng nè. Đây là màu vàng nha các bạn, màu vàng đó là mặt trời nè. Mới được rồi, phải vào đây mới được đó. Vậy đó, bây giờ mình chạm không ngon là dướng cái hình màu vàng đây là mặt trời các bạn. Thì cần thêm cái gì nữa mình phải làm vậy nè. Đây là mặt trời. Đó, đã xong hơn mặt trời rồi. Bây giờ mình phải phun xuống. Mình lấy màu xám. Đây là mặt trăng. Đây là Mercury nha các bạn. Mercury. Mercury nè. Rồi mình sẽ vẽ màu xám trước rồi vẽ như cái này nè các bạn. Vẽ cái này nè. Đây, đã xong hình Mercury rồi. Rồi đến Venus. Venus nha các bạn. Đây là Venus nè. Đây là Venus nè. Màu cam. Màu cam nè các bạn. Đây là Venus nha các bạn. Đó. Rồi đến trái đất kia các bạn. Đây là trái đất nè. Thấy chưa? Đầu tiên mình phải vẽ màu xanh trước rồi đến màu này để làm đất cỏ nè. Đây đây là châu Mỹ, đây là châu Phi, đây là châu Âu, đây là châu Á nha các bạn. Rồi tô màu xanh vô hết đó. Rồi đây nước rồi, đây là trái đất thì các bạn. Đây mình sẽ vẽ bằng trăng nha các bạn. Bằng trăng nè. Đó. Bằng trăng nè các bạn. Bằng trăng. Trăng nè. Trăng nè các bạn. Rồi. Đến à. Màu đỏ chứ các. Đến là sao hỏa chứ các bạn. Sao hỏa nè. Đây sao hỏa. Rồi mình phải vẽ hai cái cọng trắng ở đây. Đó là sao hỏa. Nếu mình vẽ theo Sirius thì mình phải vẽ nhỏ xíu nha các bạn. Rồi Jupiter thì mình phải phun bự lên nha. Bự lên. Rồi đây là Jupiter các bạn. Jupiter phải màu nâu nha các bạn. Đây Jupiter nè. Rồi, vẽ màu nâu ở đây. Đây là Jupiter các bạn. Còn đây là màu trắng này các bạn. Đây là Jupiter các bạn. Màu vàng nè. Đây, phải vậy. Vậy nè. Rồi đến màu này, bút chì nè. Rồi mình phải làm vậy. Saturn này các bạn. Saturn. Rồi đó Uranus. Uranus. Uranus là hành tinh đóng băng nha các bạn. Đây. Đây là hành tinh đóng băng nha các bạn. Phun ra thật to được. Đây. Rồi mình sẽ vẽ cái ring nha các bạn. Cái ring nè. À rồi. Mình phải vẽ này đậm hơn nữa các bạn. Còn cái này đây, Uranus nè các bạn. Uranus nè. Đây là Neptune nha các bạn. Neptune.
Rồi. Đây là màu xanh. Đó, nó chun rồi các bạn. Rồi vẽ những cái này lên nè. Muốn vẽ thêm lưu đồ nữa. Phải à. Chỉnh này thật nhỏ nha. Rồi đây là lưu đồ nha các bạn. Lưu đồ. Lưu đồ nè. Đó, lưu đồ nè. Rồi chỉnh này nè. Lưu đồ nè. Màu trắng. Lưu đồ nè. Còn đây là hè me nha các bạn. Hè me nè. Khe me, còn đây là mắc khe nha. Xài. Mắc khe nè. Còn đây là iris. Rồi đó, hết hành tinh rồi. Có gì nữa không ta? Rồi. Mình ghi này nè các bạn. Ghi nè. Ghi trắng là solar. Đó. Solar system. Đó, solar system. Phải ghi cái bảng solar system nha. Mình sẽ tàu cho các bạn. Đây nè. Vào đây nè. Nó to lên nè. Nó to lên nè các bạn. Chưa được. Nó to nè các bạn. Ở đây. Nó to hơn nữa nè. Nó to hơn nữa. Mình để nó ở đây các bạn. Cũng to hơn nè. Đó. Rồi. Đèn. Đó. Đây là solar system này các bạn. Rồi. Còn đây là vũ trụ hạ mặt trời nha. Rồi. Tiếp phun lên nữa. Mình sẽ đây là thai thanh nha các bạn. Thai thanh nè. Đây thai thanh nè. Làm gì nữa, vẽ thằng con mắt đi bà. Nè. Thai thanh. Thai thanh là Moon of Saturn. Bye bye, có cần dễ mắt vô nữa không? Dễ mắt nè. Đó. À chưa. Rồi. Sau khi dễ mặt Jupiter thì mình phải dễ dạy nè. Đây là các bạn mắt đỏ chét đây à.
chưa? Đây là nước vua trồ nè, đã bị buồn, nước này là cũng bị buồn, không biết tại nó quá nhỏ. Nhỏ quá ha. Đúng rồi, nước này thì vui. Sao vậy? Sao vui? Make make mà có hai từ make make. Đó là cái gì? Màu trắng là cái gì? Eris. That's là planet ha. Đúng rồi. Đốt. Đó, planet là hành tinh lùn á. Đúng rồi. Sao để cái nơ lên đầu nha. Để con. Anh tin đó con gái mà. Con thích đẻ con gái. Neptune là các bạn, Neptune à. Nơ Neptune à. Ừ, xong rồi. Là Neptune nha các bạn. Uranus mà. Saturn nè, có rồi. Saturn thì chưa có. Quá dễ vậy nè. Yeah. Được chưa? Đây là nước. Đây là nước. Đây nè. Đây là nước. Yeah. Đây là mắt kính cho các bạn. Đây rất đẹp mắt kính. Thầy. Kính mắc cười quá. Đó là chưa Rồi thu nhỏ lại các bạn. Đây cho thấy Mercury nè. Đây màu trắng nha các bạn. Là máy kính của mặt trời nè các Mai giờ bạn. coi gì vậy? Đây là mặt trời các bạn. Màu xám nè các bạn. Thấy chưa? Đó, mặt trời nè. Rồi, buông lên coi. Video tạm thời vậy là kết thúc rồi. Xin chào các bạn, hãy nhấn like và subscribe cho mình nhé. Cảm ơn các bạn. Xếp thì ba. Đâu là system? Solar system nha. System. Bye. Rồi. Tắt đi các bạn.